em nha. Hôm nay thì bên Audio Thanh Nguyễn lại lên thanh lý một số loa 2/3 trên siêu thị. Trong thời gian qua thì có một số loa 2/3 trên siêu thị đưa về thanh lý. Hôm nay thì em chỉ 2/3 cho khách xem, và bây giờ thì đưa về cửa hàng thanh lý cho bà con với giá rẻ. Hàng này còn mới 5% nha, chưa qua sử dụng. Với giá này thì quá ok rồi. Hiện tại giờ đây là Nestle, tất cả đều là từ 190/76 hết. Có 2 cặp trép 750 và 1 cặp trép 790. Cặp trép 790 này thì em bán với giá là 5.800.000 đồng. Còn lại 2 cặp này thì em bán với giá là 5.400.000 đồng. Ngoài ra thì còn thêm 2 cặp 715 giá 4.900.000 đồng. Tất cả em bán tại cửa hàng hết nha. Bao anh em thầy thợ test thoải mái. Hàng đẹp long lanh luôn, mới long lanh luôn. Cặp 790 nó đánh nghe đã dễ sợ. Cái 790 coi như dẹp. Rồi, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại 0937 381978, 0903 430156, 0773 202021. Zalo cũng trên 3 số đó luôn. Địa chỉ 394 đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.